Tôi đầu cánh swing autovet dòng tinh học giữa đặt tận tường. Tải trọng của motor là 600 cân trên một cánh, tiến áp 24V, góc mở 180 độ tùy biến, khóa sập khi đóng, rất là an toàn. Đóng lại. Motor đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Sản phẩm lắp đặt được bảo hành 2 năm.